Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Long An đã có sáng kiến tích hợp khai báo y tế điện tử nhằm giúp bệnh viện có thêm thông tin để sàng lọc và phân luồng khám bệnh kịp thời, góp phần giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây nhiễm bệnh trong bệnh viện. Mỗi tuần 3 lần đến Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị bệnh, nhưng lần nào anh Nguyễn Thành Riêm cũng đều phải xếp hàng chờ đợi hơn 10 phút để đến lượt mình thực hiện khai báo y tế trên giấy. Nhưng hiện tại với ứng dụng điện tử tích hợp, chỉ trong tích tắc vài giây, anh Riêm đã thực hiện xong thủ tục khai báo y tế. Vô đây khai báo bằng giấy, nó hình thức nó lâu lát hơn khai báo bằng bảo hiểm y tế hiện tại. Quét chừng vài giây là đánh tít tít là xong rồi. Hiện tại chỉ cần 3 nhân viên có thể đảm trách khai báo y tế điện tử cho 4.000 bệnh nhân, thân nhân, người nuôi bệnh, khách đến liên hệ công tác mỗi ngày, thay vì phải cần đến 6 người với hình thức khai báo bằng giấy trước đây. Điều này vừa giúp bệnh viện giảm nhân lực mà còn giúp tiết kiệm chi phí in ấn tờ khai giấy. Sau khi có app này để sử dụng khai báo thì việc khai báo nó rất là nhanh. Trước đây thì việc khai báo bằng giấy thì một người mất khoảng từ 1 phút tới 2 phút để khai xong, tại nhiều người lớn tuổi thì mình phải ghi giùm hoặc người ta không biết chữ. Từ ngày có cái app này thì khoảng thời gian chỉ mất khoảng 15 giây là mình đã khai báo xong một người, tránh ùn ứ trong việc bệnh nhân dồn lại đứng một chỗ, tốt cho việc cách ly hơn. Ứng dụng điện tử tích hợp này do Bộ phận Công nghệ Thông tin, Phòng Kế hoạch Tổng hợp Quản lý Chất lượng Bệnh viện Đa khoa Long An tự viết và được đưa vào áp dụng thử nghiệm khá hiệu quả. Ứng dụng hoạt động dựa trên nguyên lý quét mã QR từ thẻ bảo hiểm y tế để tra cứu thông tin bệnh nhân, đồng thời tích hợp thêm các nội dung khai báo về yếu tố dịch tễ sàng lọc. Với cách làm này, việc khai báo y tế diễn ra nhanh gọn, rút ngắn thời gian xuống chỉ còn 1/5 so với trước đây, góp phần giảm tải và tránh ùn tắc khi khai báo y tế, tạo thuận tiện cho người dân. Thì lúc đó giám đốc là chỉ đạo Bộ phận Công nghệ thông tin của bệnh viện nghiên cứu để tích hợp cái phần mà xuất thông tin hành chính trên mã thẻ bảo hiểm của bệnh nhân. Mình sử dụng cái thông tin sẵn có để tiết kiệm về nhân sự, tiết kiệm về thời gian trong thực hiện khai báo y tế mà mình vẫn đảm bảo được công tác phòng chống dịch. Trong vòng 3 ngày, Bộ phận Công nghệ thông tin viết hoàn chỉnh và có thể đưa vào sử dụng cái app này. Thì khi mà mình thực hiện cái này thì thời gian mình rút ngắn lại rất là nhiều, thì giảm cái thời gian mà bệnh nhân phải đi đến khám chữa bệnh tại đơn vị của mình. Bệnh viện Đa khoa Long An sẵn sàng chia sẻ ứng dụng khai báo điện tử cho các bệnh viện tuyến huyện để giúp cho công tác quản lý, tra cứu dữ liệu khai báo y tế tốt hơn và trở thành một công cụ hữu ích cho cộng đồng sàng lọc tại các bệnh viện, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở điều trị.